gặp rắc rối. Cậu ăn cắp của tôi, Freddy. Freddy, kế hoạch thế nào? Tôi có tiền rồi, tôi phải suy nghĩ đã. Bố, mày gặp rắc rối à? Tôi bị bắn. Chỉ mình tao giúp được mày thôi nhỉ? Bao giờ mày đến? Cậu cần quay lại. Cậu đã phạm sai lầm lớn. Chrissy, anh cần đem tiền đến cho con gái. Họ đã xử Mark rồi. Nhưng chỉ Mark là không đủ. Anh mất bao nhiêu máu? Rất nhiều. Là xã hội đen mà sao anh lại đi xe buýt? Đấy không phải là dự định ban đầu. Anh là cớm à? Anh cứ tưởng rằng anh biết tôi muốn gì. Tao có vấn đề gì không? Tao quen một gã ở quán rượu. Hắn sẽ đưa ta đến bất cứ nơi nào. Làm cho xong nào. Bắt cậu ta và đưa về đây. Nghe tôi bảo này, chúng đã bám theo tôi. Cố giữ khoảng cách. Đừng nghe máy nếu ai khác gọi. Đừng dừng lại. Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Chết tiệt. Cậu phải quay lại. Không thì tôi sẽ ghé thăm Christine và Lily. Mày vẫn giữ tiền chứ? Tao ước là mọi chuyện không ra thế này. Họ muốn máu. Đón xem bộ phim Đường Một Chiều phát sóng trực tuyến từ ngày 14 tháng 1 trên HBO Go.